đó là chắc là nó là cái đồi đồi to ấy. Má thế đấy đẹp chưa? Ngồi yên nha, ngồi yên không ngã nha con nha. Bơi ra được rồi, tí tôi xuống bơi. Nào đây, xuống nặng xuống. Muốn chào cả nhà đi. Quả pin đấy. Hello nha. Ai xem à? Có ba người, bốn người. Chỉ ba người, chỉ một người, ba người, bốn người. Nghe này, hoa thai. Kia cũng trượt kia. Đó nó ngã luôn biết mà. Boom. Thích không con? Boom. Thế rồi à? Hả? Chưa được 5 phút đi rồi. Giờ đi vòng vòng xuống xuống lấy xe đi. Ai biết là chỗ Đà Lạt nào chơi đẹp mà có men đây nè. Em chả biết chơi chỗ nào cả. Ai đó? Đi ra vườn hoa nữa kìa. Vườn hoa chiều ra chứ giờ ra gì? Đi tắm biển. Đi cà phê không? Đi cà phê không? Muốn đi cà phê không? Thế con đi đâu? Con đi hồ bơi. Muốn chỉ thích đi hồ bơi thôi. Không, muốn thế muốn chào các bạn đi. Muốn chào các bạn đi. Chào các bạn đi rồi mẹ tắt à. Có một cái đập nó bị hỏng con người.